Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học lập trình được phát trực tuyến từ Trung tâm Đào tạo Lập trình Suntech Việt Nam. Tiếp tục ở bài học này, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về thẻ table ở trong HTML. Đầu tiên tôi sẽ mở cái Suntech lên. Ok, tôi sẽ đóng tất cả các file lại. Thì bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thẻ table. Thì thẻ table là một thẻ dùng để tạo bảng trong HTML. Và khi mà vẫn chưa có, trước đây khi mà chưa có CSS thì table là một trong những thẻ quan trọng để dựng layout cho một trang web. Thì ở bài học này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các tính chất của thẻ table và cách để có thể dựng layout bằng việc sử dụng thẻ table. Đó. Thì cú pháp của thẻ table như sau. Table là một thẻ thông thường nên nó có thẻ đóng. Và trong thẻ table, như các bạn liên tưởng là đối với table thì chúng ta sẽ có dòng và cột. Thì trong thẻ table nó cũng sẽ có những cái thẻ để thể hiện là số dòng và số cột. Thì thẻ để thể hiện dòng ở trong table đó là thẻ tr, và thẻ để thể hiện cột ở trong table đó là thẻ td. Đó. Và một dòng thì có thể có nhiều cột, nên tôi sẽ để như thế này để các bạn có thể hiểu rằng là chúng ta có rất nhiều thẻ td ở trong này. Đó. Và các bạn chú ý là bên trong thẻ tr chỉ được phép có thẻ td. Đó. Và nội dung sẽ được thể hiện ở thẻ td. Các bạn nhớ như vậy nhé. Thì đối với thẻ table này, nó là bao gồm rất nhiều thẻ tr và nhiều thẻ td. Đây, như thế này các bạn nhé. Đó. Ngoài ra chúng ta sẽ có các thuộc tính. Các thuộc tính. Thì đối với thuộc tính dành cho thẻ table, dành cho thẻ table thì sẽ có các thuộc tính như BG color để định nghĩa màu nền cho bảng. Đó. Tiếp theo là thuộc tính border để quy định viền của bảng. Viền của bảng. Đó. Thuộc tính width quy định độ rộng của bảng. Và thuộc tính hai nó cho phép quy định chiều cao của bảng. Bên cạnh đó nó sẽ có thêm thuộc tính là spacing, cell spacing. Nó là quy định khoảng cách, cách hay độ dày của viền, khoảng cách của viền ra bên ngoài. Còn chúng ta có thêm một thuộc tính nữa là thuộc tính cell padding. Cell padding quy định khoảng cách viền của bảng vào bên trong. Đó, các bạn cứ nắm như vậy đã. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có một thuộc tính là align, canh lề cho bảng, có nghĩa có thể căn giữa, trái phải. Đó, như center, center, trái phải, left hoặc là right. Đó. Còn đối với thuộc tính dành cho thẻ td, tức là thẻ con của thẻ table, chúng ta có thuộc tính width quy định độ rộng của cột. Hai thì quy định chiều cao của cột. Cũng có thuộc tính BG, BG color màu nền của cột. Và một thuộc tính nữa đó là thuộc
tính align, canh nội dung của với các phần canh này là center, đó là center canh giữa, canh trái và canh phải. Đó. Tiếp theo một thuộc tính quan trọng nữa đó là thuộc tính verline. Thuộc tính verline này nó sẽ canh nội dung theo trên dưới của cột, như là top, middle và bottom. Tiếp theo thuộc tính cho TD nữa là col span. Thuộc tính này dùng để trộn cột, gộp cột lại với nhau. Gộp cột. Và một thuộc tính row span, đây để gộp dòng lại với nhau. Đó. Thì đó là những cái thuộc tính mà chúng ta thường dùng ở trong table. Bây giờ tôi sẽ làm một ví dụ để thể hiện các thuộc tính này. Tôi tạo ra một trang là table.html. Đó, tôi sẽ tạo trang này là table.html. Thì các bạn thấy là table là một thẻ thông thường, tôi sẽ định nghĩa thẻ table và tôi để độ rộng là 600. Đó. Và tôi sẽ định nghĩa tr. Trong tr này sẽ có các cột. Mỗi dòng này tôi sẽ để khoảng 3 cột. Tôi sẽ để khoảng 3 cột như thế này. 1 và 1. Và tôi có khoảng 3 dòng. Sẽ có 3 thẻ tr. Đó. Các bạn sẽ thấy là tôi có 3 thẻ tr như thế này. Và mỗi thẻ TR tôi có 3 cột thì nó thể hiện qua 3 thẻ TD như thế này. Tôi chạy nó lên. Tôi chạy trang của tôi lên. Thì tôi có được một cái format như thế này. Và các bạn nhìn thấy là cái bảng này của tôi nó đang chưa nhìn thấy đường viền ở đâu cả. Thì việc đầu tiên tôi sẽ set border. Border tôi gắn nó bằng 1. Thì các bạn sẽ thấy cái bảng này đã có viền. Đó, các bạn nhìn thấy. Và các bạn nhìn thấy là ở cái đường viền giữa trong và ngoài nó có một cái khoảng cách. Nó có một cái khoảng cách đây. Đó. Và tôi có thể giảm cái độ rộng này. Các bạn nhìn thấy, tôi giảm độ rộng xuống còn 300 pixel thì các bạn cũng nhìn thấy nó thay đổi theo. Đó. Và chiều cao, tôi giả sử tôi đặt chiều cao là 2 bằng 500 cho thẻ table. Các bạn cũng thấy rõ ràng là chiều cao nó thay đổi. Đây. Đó, tôi sẽ bỏ đi. Tôi thử để các bạn có thể hiểu được cái thuộc tính chiều cao của bảng. Đó. Thì tiếp theo tôi sẽ sử dụng thuộc tính BG color là màu đỏ. Các bạn sẽ thấy là màu nền của bảng này sẽ chuyển sang màu đỏ như thế này. Đó, ngoài ra các bạn có thể sử dụng với những cái màu khác. Đây, các bạn thử đây. Đó, màu nó thay đổi theo. Ok. Ngoài ra thì chúng sẽ còn có một cái thuộc tính là cell padding tôi để bằng 0 và cell spacing tôi để bằng 0. Các bạn xem có gì khác biệt. Sau khi set hai thuộc tính cell padding và cell spacing cho thẻ table, các bạn nốt lại trang. Các bạn thấy cái đường viền của cái bảng này nó đã nhỏ bớt lại, cái khoảng cách của nó đã được nhỏ bớt lại, nhìn nó mượt hơn. Đây. Đó các bạn nhé. Và tiếp theo tôi sẽ dùng thêm một thuộc tính cho thẻ table nữa là align. Tôi để nó bằng right, có nghĩa là căn cái bảng này về bên trái, bên phải của trình duyệt. Đó, các bạn nhìn thấy. Và tôi để nó là center thì lập tức nó sẽ ra giữa. Đó,
và để về left thì mặc định nó giống như ban đầu, nó về bên trái đó. Thì tôi sẽ chuyển nó về center trước thì tôi sẽ được cái bảng nằm giữa như thế này đó. Tiếp theo tôi sẽ nói đến thuộc tính của thẻ TD như chúng ta vừa giới thiệu đây. Thì chúng ta sẽ đây sẽ là align như thế này. TD chúng ta có các thuộc tính như là width, height. Đó, tôi sẽ thể hiện các thuộc tính này để cho các bạn thấy. Đối với thẻ TD chúng ta sẽ có ví dụ như width, đây tôi để là 200. Thì mặc định các bạn sẽ nhìn thấy là width của cái cột mà tôi vừa set là 200 ở đây, là cột đầu tiên này, nó sẽ có độ rộng là 200. Và các cột sau nó ở phía dòng, các cột thẳng hàng với nó cũng sẽ phải thay đổi theo. Đây các bạn nhé. Đó. Và tôi thử với một cột có màu ví dụ BG color, tôi để màu đỏ dành cho cột. Thì các bạn thấy có sự khác biệt gì? À, lúc này cái cột này đã có màu nền chuyển sang màu đỏ. Tiếp theo tôi áp dụng thuộc tính align cho cái nội dung của bên trong của thẻ TD. Ví dụ ở đây tôi sẽ định nghĩa thuộc tính align cho thẻ này. Align thì nó sẽ có right, căn cái nội dung về bên phải, các bạn sẽ nhìn thấy nó sang bên phải đây. Và tôi sẽ căn nó về bên trái, left thì nó sẽ về bên trái. Các bạn nhìn số 1 ở đây nhé, nó sẽ về bên trái. Và tôi cho nó ra giữa thì nó sẽ ra giữa đây. Ok, tiếp theo thuộc tính của thẻ TD tôi sẽ giới thiệu cho các bạn, đó là thuộc tính Verline. Thì trước khi làm thuộc tính Verline, tôi sẽ đặt chiều cao của cái cột này khoảng 200 pixel. Đây, tôi sẽ đặt cái chiều cao của cái cột này 2 là 200 pixel. 200. Các bạn sẽ thấy chiều cao nó thay đổi. Và các bạn nhìn thấy là cái tách của nó ở đây, nó đang nằm ở middle, nằm ở giữa. Tôi muốn cái tách số 2 này sẽ nằm lên trên. Thì tôi dùng thuộc tính Verline. Verline. Tôi để nó bằng top. Các bạn sẽ thấy là nó thay đổi. Đó. Và tôi để nó bằng bottom thì các bạn cũng sẽ thấy là nó thay đổi theo như thế này. Đó. Và tôi để là middle thì nó sẽ lên giữa theo chiều dọc, căn theo chiều dọc. Đó. Thì đó là thuộc tính Verline ở trong table. Tiếp theo tôi sẽ nói về cách trộn dòng và trộn cột. Tôi sẽ bỏ cái chiều cao đi để cho nó dễ nhìn. Các bạn có thể thực hành trên máy của mình với các thuộc tính mà tôi vừa giới thiệu. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến thuộc tính trộn dòng và trộn cột. Đầu tiên tôi sẽ tăng thêm số cột. Mỗi dòng tôi sẽ tăng thêm một cột, hai cột. Đó. Sẽ tăng lên là 5 cột. Đó, các bạn nhìn thấy. Và tôi bỏ cái độ rộng đi để chúng ta nhìn cho nó cân đối. Đây, các bạn nhìn thấy lúc này bảng của chúng ta sẽ có 5 cột và 3 dòng. Bây giờ tôi sẽ thay đổi cái tách ở bên trong hai cái cột này để cho các bạn dễ nhìn. Đó chính là tôi để là 2.1 và cột 2.2. Bây giờ tôi muốn sử dụng cái cột 2.1 và 2.2 này, tôi gộp lại với nhau. Thì để trộn cột thì chúng ta sẽ dùng thuộc tính constspan. Và vấn đề của chúng ta ở đây là cần xác định sẽ đặt cái thuộc tính constspan vào cột nào, một trong hai cột này. Đó. Thì chúng ta sẽ có một cái quy luật như sau. Khi các bạn muốn trộn cột
thì các bạn xác định đầu tiên là cột đó ở dòng nào, hai cột đó ở dòng nào. Thì ở đây chúng ta xác định là nó ở dòng số 2 các bạn nhé. Và điều thứ hai là các bạn sau khi đã xác định được nó ở dòng nào rồi, và cụ thể đây là dòng số 2, thì các bạn sẽ đi từ bên trái sang. Và nếu gặp cái cột đầu tiên từ bên trái sang là cái cột mà chúng ta cần trộn ấy, cần gộp ấy, thì chúng ta sẽ đặt thuộc tính constant ở trên chính cái cột đó. Ví dụ tôi đi từ bên trái sang ở đây là 2 rồi đến 2.1, thì tôi gặp cái cột 2.1 là cái cột mà tôi đang cần gộp với cột 2.2. Lúc này tôi sẽ đặt thuộc tính constant ở trên cột 2.1 như thế này. Tôi vào đây tôi sẽ đặt là constant bằng 2. Đồng thời tôi sẽ xóa đi một cột ngay sau cái cột mà tôi đặt thuộc tính constant. Thì cái số cột tôi xóa đi để đảm bảo rằng khi tôi cộng tổng cái số cột xóa và cái cột tôi giữ lại thì nó bằng tổng là 2, chính là hai cột trộn hai cột. Thì bằng chính cái giá trị của constant các bạn nhé. Thì lúc này tôi sẽ xóa cái cột 2.2 đi. Đó. Thì mục đích để đảm bảo là cái tổng số cột của một dòng vẫn không thay đổi. Như các bạn thấy ở đây tôi có một cột và nguyên cái này là hai cột, ba cột và bốn cột, thì đây sẽ là một cộng với hai cột là ba cột, bốn cột và năm cột, đảm bảo các cột được các dòng là luôn luôn bằng nhau. Tôi chạy thì các bạn thấy à, tôi đã gộp được cột này đó, các bạn thấy đó. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn gộp dòng. Bản chất của gộp dòng vẫn là đi xác định vị trí của cột để chúng ta gộp. Ví dụ tôi muốn gộp cột số 2 và ở trên dòng số 2 với cột số 5, cột có tên là số 3 này ở dòng số 3. Thì cách làm như sau. Chúng ta sẽ xác định là hai cái dòng mà chúng ta chứa cái cột của chúng ta cần gộp là dòng số mấy. Thì ở đây sẽ là dòng số 2 và dòng số 3. Và nó nằm ở cột số mấy? Thì nó nằm ở cột số 5. Cột số 5. Thì việc đầu tiên các bạn nên làm là đi từ bên trái sang ở cái dòng đầu tiên chứa cái cột mà chúng ta cần gộp chính là dòng số 2. Đi từ bên trái sang và gặp cái cột thuộc cái dòng mà chúng ta đang đi đó, thì chúng ta sẽ đặt thuộc tính row span. Thì cụ thể ở đây chúng ta sẽ đặt cột thuộc tính row span cho cột số 2 này. Đó. Và số cột chúng ta cần trộn, số dòng chúng ta cần trộn là 2. Đồng thời sau khi chúng ta đặt row span vào rồi, chúng ta next tiếp xuống dòng tiếp theo chính là dòng số 3. Và chúng ta đi đến cái số thứ tự của cột mà chúng ta cần gộp chính là cột số 5 này. Cột số 5 này các bạn đếm nhé, 1, 2, 3, 4, 5. Và chúng ta xóa bớt đi một cột. Đó. Lúc này chúng ta chạy lên thì chúng ta sẽ được hai cái dòng này đã gộp cột lại với nhau. Đó. Thì vừa rồi là tôi đã giới thiệu cho các bạn các thuộc tính và cách định nghĩa table ở trong HTML. Và tôi cũng hướng dẫn các bạn sử dụng hai cái thuộc tính quan trọng trong table, đó là trộn dòng và trộn cột. Ngoài ra thì chúng ta còn các thuộc tính khác mà tôi đã liệt kê ở đây. Các bạn theo dõi và thực hành cái bài tập này ở trên máy của mình. Đó. Xin chào và hẹn gặp lại.